Sau một hành trình qua những cung đường khác nhau thì cái đoàn của mình đó, những cái chiếc xe phải dừng lại, phải đi bộ và Bùi Hồ phải mang một cái đôi ủng như thế này để đi một cái đoạn đường đất. Một đoạn đường khá là gian nan nhưng mà đây là một cái hành trình khá là thú vị luôn rồi nè. Đó, từ thành phố Cao Bằng mà đi về đây thì khoảng 50 cây mà qua những đoạn đường như thế này nè. Một chuyến hành trình dài cho dịp cuối năm vào mùa này, mang theo cả những hơi ấm cho trẻ em vùng cao, là những gì mình đã ấp ủ suốt 3 năm qua. Đến với vùng đất Cao Bằng trên chuyến xe muộn trong đêm giữa những làn sương mù ghét buốt, như mờ như ảo, tạo cho mình một cảm giác bồn chồn, lo lắng và có phần lạc lõng giữa những đêm đông, nơi mà cách xa mình ở khoảng hơn 2000 km. Nhưng không sao, vì đồng hành với mình có những người bạn rất nhiệt tình, hiếu khách, chu đáo và tận tâm, mang theo những chiếc áo ấm cùng những bữa cơm yêu thương là những gì mình và cả nhóm sẽ thực hiện trong thời gian sắp tới tại hai điểm trường vùng cao nằm tận ngọn núi giữa làn sương mù như mờ như ảo. Hai trường học mà mình muốn đến thăm và san sẻ thuộc huyện Hà Quảng và huyện Nguyên Bình của tỉnh Cao Bằng. Hai điểm trường này có khá nhiều nét đặc biệt và mình sẽ chia sẻ trong nhiều tập tiếp theo. Đây là các phụ huynh. Để thực hiện được những buổi phát quà này, xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, quý anh chị, quý mạnh thường quân nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước. Xin cảm ơn chính quyền địa phương các cấp của tỉnh Cao Bằng đã hỗ trợ đồng hành cùng với Bùi Hồ. Cảm ơn anh Thành, kênh Cao Bằng quê hương tôi. Cảm ơn gia đình bạn Phan Quế và bạn Dược cùng các anh em đã hỗ trợ đồng hành cùng Bùi Hồ thực hiện chuyến xe ý nghĩa mang tên Áo ấm cho em vùng cao Đông Bắc tại tỉnh Cao Bằng. Còn bây giờ lên xe theo mình, let's go. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Và trưa ngày hôm nay thì Bùi Hồ sẽ thực hiện chuyến bay đến thủ đô Hà Nội. Trong chuyến hành trình này thì Bùi Hồ sẽ đi khoảng một tuần, sẽ đi đến hai điểm trường ở hai huyện khác nhau của tỉnh Cao Bằng để san sẻ yêu thương của tất cả cô bác quý chị như quý mạnh thường quân, để hỗ trợ những cái phần quà là những cái chiếc áo ấm nè, những bữa cơm cho các em, cũng như là những cái nón, những cái tất và những cái chăn để cho các em có thể sưởi ấm trong những cái mùa lạnh khu vực đồi núi phía Bắc các cô bác quý anh chị, và đặc biệt là ở khu vực hai huyện của hai trường học của hai huyện ở trên đồi núi của tỉnh Cao Bằng. Và đây là một chuyến hành trình khá là dài. Bùi Hồ chia sẻ cô bác quý anh chị để hiểu thêm về cuộc sống của những trẻ em ở vùng cao, cũng như là những cô chú ông bà sống ở vùng cao. Thì chờ đợi để lên máy bay thôi. Và bây giờ thì Bùi Hồ cũng chuẩn bị lên máy bay cô bác quý anh chị, và rất mong những cái đoạn video clip chia sẻ như thế này để cho tất cả các bạn hiểu thêm. Hành trình này thì Bùi Hồ chỉ đi có một mình thôi, và đồng hành với Bùi Hồ thì có bạn Phan Quế ở thành phố Cao Bằng với lại anh Thành ở Cao Bằng luôn, sẽ là người hỗ trợ đồng hành cùng với Bùi Hồ trong cái chuyến hành trình phát 100 chiếc áo ấm cho các trẻ em ở vùng cao và những cái vật dụng khác nữa. Cô bác anh chị biết là khi mà trẻ em vùng cao đi học rất là khó luôn, phải lội lên những cái ngọn đồi ngọn núi nó khoảng 3 km, và mùa đông này thì rất là lạnh, nếu như mà không giữ ấm được thì các bé rất là dễ bệnh. Và Bùi Hồ đi cũng biết được cái thời tiết như vậy cũng chuẩn bị cho mình rất là nhiều cái áo ấm này, cũng như tất rồi tất tay người chân, cũng như là mũ để giữ ấm cho bản thân của mình. Chính ở đây nó có hai hàng ghế cả nhà. Thì Bùi Hồ đang có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài thuộc thủ đô Hà Nội ở các bác các chị. Và thời tiết ở đây cũng khá là lạnh, khoảng 18 đến 20 độ C, và lúc nãy thì ở trong Sài Gòn nhiệt độ cao, và ra đây phải mặc áo ấm như thế này để mình chống rét các cô bác. Và bây giờ thì Bùi Hồ sẽ đặt một chuyến xe từ sân bay Nội Bài đi về quận Hoàn Kiếm của Hà Nội để ngày mai này tiếp tục một hành trình đi về Cao Bằng các bác các chị. Thời tiết khá là lạnh và hình như là có giống như mưa phùn á, đường đều bị ướt hết rồi. Bây giờ phải kiếm một chiếc xe Grab đi về nội ô của thành phố Hà Nội. Từ đây đến đó thì khoảng 30 km á. Và tối đêm nay thì Bùi Hồ sẽ lưu trú ở Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì sau một hành trình dài hơn 8 tiếng đồng hồ từ Hà Nội đi đến thành phố Cao Bằng, thì sáng ngày hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Cao Bằng của tỉnh Cao Bằng. Như cô bác quý anh chị biết á, vào những ngày này ở Cao Bằng rất là lạnh, vào mùa đông rồi. Nhiệt độ hiện nay thì chỉ 15 độ C thôi. Và thời tiết như thế này đối với các trẻ nhỏ đi đến trường là một điều gì đó rất là khó khăn. Cũng nhờ được sự chung tay góp sức của tất cả các cô chú quý anh chị mạnh thường quân, và cũng như là anh Thành và bạn Phan Quế và tất cả các bạn đang ở ngay tại thành phố Cao Bằng này hỗ trợ Bùi Hồ để ngày hôm nay có một chuyến đi về huyện Hà Quảng của tỉnh Cao Bằng, và phải lội lên một cái núi, đi xe khoảng 2 tiếng và lội bộ lên một cái núi khoảng 1 tiếng nữa để tìm đến một điểm trường. Và ngày hôm nay thì các anh em sẽ phát 58 phần quà, gồm có áo ấm, tất, mũ len đó các bác quý anh chị, chăn và sữa từ các mạnh thường quân của anh ở đây các bác anh chị. Đây là cái phần sữa từ bạn Phan Quế và các anh ở đây vận động được nè. Ở đây là tất cả các phần áo ấm nè ha, đó, rồi mũ, rồi chăn, rồi tất, đủ thứ hết, và có cả luôn những cái chăn như thế này đó. Cô bác anh chị thấy đẹp không? Và tất cả đều nhờ anh Thành, bạn Phan Quế và tất cả những người bạn ở Cao Bằng hỗ trợ cho Bùi Hồ để có thể kết nối thực hiện một cái chuyến như thế này. Và tí xíu nữa đây thì các anh, các chị và cũng như các bạn sẽ đến để cùng Bùi Hồ sẽ vượt một hành trình khá là dài trong một ngày hôm nay để phát 58 phần quà. Sau đó sẽ cho cô bác quý chị đi xem một bữa cơm có thịt cho 58 học sinh ở vùng cao. Ngày hôm nay thì sẽ di chuyển chỉ một điểm trường thôi, tại vì cô bác quý chị biết địa hình ở Cao Bằng khá là hiểm trở, chỉ 3 phần tư là đồi núi, nên việc di chuyển từ huyện này qua huyện kia cũng khá là khó khăn và vất vả. Và những cái khó khăn đó, vất vả của các anh em cũng sẽ cố gắng để mà mang đến những cái phần yêu thương này gửi đến cho tất cả các em. Và một lần nữa thì cũng chân thành cảm ơn anh Thành có kênh YouTube là Cao Bằng quê hương tôi, bạn Phan Quế ở Cao Bằng và gia đình bạn Phan Quế cũng như là tất cả các người bạn đã đồng hành cùng với Bùi Hồ trong chuyến ngày hôm nay. Và hành trình còn dài, mời các bác quý anh chị cùng tiếp tục theo Bùi Hồ ha. Rồi, hay. Vậy là mấy bạch rồi anh ơi? Cái này là 10 túi ha. 13 hay 13. Nhưng mà hôm nay là mình đem 10 túi hay 13? 30. Anh bây giờ có các anh các bạn để hỗ trợ chuẩn bị chuyển lên nè. Trong cái chuyến hành trình của mình á, thì sáng nay Bùi Hồ phải di chuyển từ thành phố Cao Bằng lên đến huyện Hà Quảng ở xã Lương Thông này, thì khoảng hơn 2 tiếng đi một cái đoạn đường nó khá là ngoằn ngoèo như đằng kia kìa. Đó, và một cái đoạn đường phải nói rất là gian nan. Và sáng nay cũng có một cái trời mưa, đám mưa nhẹ, và cũng được chung tay của quý mạnh thường quân nè, các anh bên công an rồi để mà đèo đồ lên trước, lên đến một đoạn rồi cũng sẽ đi bộ lên, và để mà lên đến cái điểm trường cũng khá là xa luôn. À, đây là các phụ huynh nè, các phụ huynh phải hỗ trợ để đèo lên một cái đoạn đường cũng ngắn thôi, và sau đó tiếp tục lội bộ. Và mỗi phụ huynh như thế là chở 2 đến 3 cái thùng, ở đây là mền á. Ở đây khá là lạnh nên các bé khi mà học ở đây cũng phải cần những cái chiếc mền như thế này. Đoạn đường rất là nguy hiểm nha cô bác quý anh chị, và các phụ huynh ở đây cũng rất là dễ thương. Và những cái phần này á, thì Bùi Hồ cũng nhờ anh Thành rồi bạn Phan Quế và tất cả các bạn ở đây hỗ trợ tiếp Bùi Hồ. À, vậy bây giờ chở đoạn đường nhỏ xíu như thế này nè. Mình chạy lên đó một đoạn rồi mình lội bộ tiếp hả anh? Dạ. Chạy được xa không? Dạ. Phải quen mới được, chứ không quen thì cũng khó chạy lắm. Không quen thì khó chạy lắm. Dạ. Cái này một lần rồi có sợ thua đâu. Mua rau này xuống đấy làm quà tiếp đi. Dạ, này là rau. Làm rau dưa, đẹp lắm. Dạ. Các cô ở đây phải mặc cái áo mưa như thế này nè. và sáng nay thu hoạch rau hình như là đi bán. Ở trên này là chỉ có chợ phiên thôi, nhưng từ Hà Nội đi lên cái đoạn đường này cũng hay quá anh. Khó đi hơn. Đây là một trong những cái chuyến hành trình Pháp Hòa mà phải nói mà đối với Bùi Hồ thì rất là đáng nhớ. Vì để lên đến một cái điểm trường thì phải di chuyển một đoạn đường bằng xe với những cái con đường, cung đường nó nhỏ xíu xiu như thế này. Và sau đó thì cũng đến một đoạn đường phải lội bộ đúng không anh? Bây giờ đi xe đến nhà trường luôn. Dạ, đi xe đến nhà trường được luôn hơn. Vâng. Trước đây thì học sinh đi như thế nào đó? Học sinh trước ngày xưa là cũng bước bộ đi thôi, đi xuống trường học đấy. Rồi sáng đi học và chiều về. Chiều về lúc rảnh thì bố mẹ rảnh thì xuống đón. Là khoảng bao nhiêu km? Cái này từ trên điểm trường xuống đến cấp 2 là 10 mấy cây sao? 10 mấy cây? Vâng. Ôi trời ơi, đi xa lắm. Bây giờ là phải rất là xa đúng không anh? Vâng, vâng, rất xa. Đây là một trong những cái điểm trường vùng sâu. Và trong cái điểm trường này thì có 58 học sinh. Đây là một trong những cái cung đường đáng nhớ nhất đây. Vâng. Lúc mà học sinh đi thì khoảng 5-10 năm trước thì không có đường nhựa giống gì không anh? Có đường bé, đường mòn thôi. Đường mòn thôi. Dạ. Cái này là đường mới. Mới làm thôi. Vâng, mới làm. 2015 là dân ở trên kia là bắt đầu làm. Vậy thì để đi kịp đến cái giờ học á thì học sinh phải đi như thế nào? Đi buổi sáng là tầm 3 giờ này. 3 giờ sáng phải đi học rồi. 3 giờ 4 giờ này đi rồi. Trời, không là đi không kịp giờ. Đi xuống xa lắm. Mùa đông cũng vậy luôn. Mùa đông mưa vẫn phải đi. Mưa vẫn phải đi. Là cứ lội bộ cái con đường mòn như vậy. Rồi chiều mấy giờ học sinh tan về? Chiều 11 giờ. 11 giờ chiều. Nhưng có nghĩa là học sinh phải đến 11 giờ là phải lội xuống. Thì lội xuống khoảng bao nhiêu tiếng mới đến nhà? Từ dưới kia về là bây giờ như năm nay là cứ tối mới đến nhà. Trời ơi, khoảng 5 tiếng. Hai buổi tối mới đến nhà. Những học sinh lớp 1, lớp 2 thì làm sao mà lội nổi? Lớp 1, lớp 2 là học ở trên này trường. Đây. Ở dưới là cấp 2, trên này cấp 1. Đây nè, một cung đường nè, cô bác anh chị thấy không? Kinh khủng không? Ở đây là trường học ở trên mây luôn rồi. Trời ơi. Ôi, nó mất mẻ ghê lắm. Ê. Phải nói là chuyển những cái đồ lên đây rất là khó. Và hiểu nổi cái khó khăn đó, thậm chí cả những cô giáo á, khi mà mới ra trường á, dạy cấp 1 lên đây thì phải nói cực kỳ vất vả luôn. Và đây là một trong những cái cung đường phải nói là rất là treo leo luôn. Sao anh chạy em sợ quá vậy? Sợ đâu, em đi quen rồi. Dạ. Có nghĩa là em ở đồng bằng thì em không quen. Vâng. Dạ. Lúc nãy anh nói là từ ở dưới đó lên đến đây là bao nhiêu cây số? 7 cây. 7 cây. Học sinh lúc trước và bây giờ ở thời điểm tiểu học thì vẫn lội bộ 7 cây số lên đến điểm trường. Trời ơi. Anh tên gì? Anh tên là Khé. Dạ. Tên Khé. Dạ. Anh là người DAO. Và có những đoạn đường bằng phẳng như thế này nè. Tuy nhiên thì có những đoạn đường vấp vẻo hơn, cong queo hơn. Ở đây thì 3/4 là đồi núi cô bác anh chị. 90% là đất, là coi như là đồi núi không thể trồng trọt được, là chỉ khoảng 10% thôi. Và bây giờ khi mà nói chuyện với cô bác anh chị á, cái tay của Bùi Hồ nó bị tê cống. Và đây là anh Véo, người dân tộc DAO, để hỗ trợ Bùi Hồ cùng với các anh em để chở quà lên. Nếu như mà không có xe thì đèo lên cũng rất là khó ha anh ha. Bây giờ anh em mà đi được 3 cây chưa? Được rồi đấy. Được 3 cây rồi. Cứ lên núi tiếp tục nữa. Cứ lên thế này thôi. Dạ. Đi toàn số 1 thôi. trải nghiệm trong đời mà Bùi Hồ rất là đáng nhớ. Mà đối với cái tuổi trẻ ở đây á, vì đi tìm con chữ rất là khó đúng không, mà để mang được một cái phần quà lên những cái bản, những cái thôn làng như thế này là một điều gì đó rất là tuyệt vời luôn. Rất mong video này được chia sẻ để mọi người á có thể hiểu thêm về một trong những cái điểm trường ở vùng cao ở khu vực Đông Bắc và đặc biệt là ngay tại tỉnh Cao Bằng ha. Để có được những cái phần quà như thế này á là nhờ sự chung tay góp sức của tất cả các cô chú, quý anh chị, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm cũng như là các anh ở dân địa phương ngay tại tỉnh Cao Bằng này. Đó, và cũng nhờ những người bạn của Bùi Hồ thì ngày hôm nay Bùi Hồ mới có thể đặt chân đến một cái vùng đất biên cương của Tổ quốc như thế này. Rất là cảm giác ở đây đi xe như thế này là đi phượt đúng nghĩa, cảm giác rất là chill luôn. Đó là những nhà của người dân đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Nhà anh Treo thì làm cái nghề gì để sinh sống? Anh á? Dạ. Làm nông nghiệp thôi, nhà thôi, nhà chăn nuôi. Chăn nuôi. Dạ. Bò các kiểu. Dạ. Ở đây là chủ yếu là chăn nuôi là chính, còn trồng rau là để tự ăn ở trong nhà thôi, chứ cũng ít bán đúng không anh? Ở đây là chợ phiên là mấy ngày trong tuần anh? 4-5 ngày. 5 ngày một lần. Mùng 4 và mùng 9. Dạ. Nếu như mà chăn bò thì ở đây không có cỏ gì thì bò đấy, cỏ bò lấy rừng này. Dạ. Nhưng mấy năm ở bên này thì trồng cỏ voi nhiều, đông đấy chứ. Anh Véo là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Anh á? Dạ. Anh là 26 tuổi rồi. 26. 97. Dạ. Anh có gia đình chưa? Có rồi. Dạ. Được mấy cháu? Hai con. Hai con. Con anh lớn chưa? Con bây giờ con là út đi lấy lên lớp 1 rồi. Dạ. Ôi trời ơi. Thời tiết lạnh buốt như thế này á mà tụi nhỏ không có cái áo ấm đi học á thì rất là lạnh đúng không anh? Đúng rồi. Bây giờ cái lỗ tai của Bùi Hồ nó bị bùng rồi, nó thay đổi áp suất á. Đây, cung đường rất là trơn. Ồ, tuyệt vời. Tới cái điểm trường này. Rồi, các bé đây. Cảm ơn anh Véo đã chở em lên đây. Phải nói là cung đường kinh khủng. Mà qua đây một tí xíu nha. Đây nhìn ra đây nè cô bác anh chị thấy không? Khu vực ở đằng sau nè toàn là một khung cảnh mây mù mịt hết vào một mùa đông rất là lạnh luôn ha. Và đây là các phần quà được mạnh quân hỗ trợ và được các quý phụ huynh đó mang lên đây cho các bé nè. Ngày hôm nay là ngày thứ bảy, các bé cũng tập trung tại trường để mà chuẩn bị cho phát quà áo ấm cho các bé. Cũng có chính quyền địa phương nè, các anh bên công an rồi bên sở chi đoàn, bên sở thông tin. Rất là lạnh luôn. Mọi bé như vậy là chỉ có một cái áo thôi. Và ngày hôm nay thì đến đây đã phát thêm chăn nè, rồi phát thêm áo cho các bé nữa. Bùi Hồ cũng từng là giáo viên nên gặp cái trường cái cảm giác nó khó tả lắm, bùi ngùi lắm. Và đặc biệt ở trên một cái điểm trường vùng cao như thế này á, thì mình thấy một điều gì đó nó rất là thiêng liêng luôn. Chắc có lẽ là phụ quay tí xíu. Các bé ở đây rất là ngoan. Để bây giờ lại phỏng vấn một bé kia ha. Mạnh quá. Chú chào con. Con tên gì? Chú chào con. Chào chú ạ. À, con tên gì? Tên Việt. Bao nhiêu tuổi rồi? 11. Nhà con ở đâu? Ở Lung Vai. Ở dưới kia đúng không? Không. À, gần đây không? Hả? Gần đây không? Không. Cách bao nhiêu km? Không biết. Không biết luôn hả? Và những cái chiếc áo như thế này đó cũng được các cô chú tặng nè, cô bác anh chị thấy không? Con lạnh không? Con lạnh không? Không. Con được bao nhiêu chiếc áo ấm này? Với lại cô bác quý anh chị những ngày qua thì để có được những cái chiếc áo ấm cho các bé nè, để có nhận được chiếc chăn và những có phần quà cho các bé thì nhờ sự hỗ trợ của bạn Phan Quế là người dân địa phương chính gốc ngay tại Cao Bằng này luôn. Và phải nói là lần đầu tiên mà trải nghiệm cảm giác xe gắn máy lên một cái điểm trường như thế này, phải nó quá sức tưởng tượng đối với Hồ. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và chắc có lẽ là chắc Hồ làm cho gối vất vả quá hả? À, không có gì đâu anh ạ. Thực sự là khi mà có sự kết nối với anh Hồ thì bản thân em cũng rất là mừng, bởi vì là cá nhân em cũng đã từng kết nối với nhiều anh chị ở Hà Nội. Mọi người em cũng hay dẫn mọi người đến những cái chỗ điểm trường khó khăn, mà những cái điểm này thì các bé cũng nhận được sự quan tâm rất là nhiều của thầy cô giáo, của chính quyền địa phương. Thế nhưng mà vì điểm trường khó khăn nên là có nhiều đoàn ý, họ không đến được đến tận nơi mà họ chỉ đến trường chính thôi, thì các em sẽ và phụ huynh sẽ phải đến trường chính để nhận. Thế nhưng mà khi mình đến được tận nơi ý, thì các em và thầy cô sẽ cảm thấy rất là trân quý cái tình cảm của mọi người khi mà đến tận nơi như thế này. Các bé ở đây Hồ không biết thì đi học đi về như thế nào, đi bộ và hay là phải ba mẹ đưa đón hay như thế nào hay bằng không? Cái này thì cũng tùy từng gia đình, tại vì khi mà ở điểm trường như thế thì sẽ tại vì khi nhà các em quá xa trường ấy thì chỉ trong phạm vi khoảng 5 km thôi thì sẽ phải làm một cái phân trường gọi là điểm trường, hoặc là như anh hay gọi là trường phụ đấy. Thì là có những em nhà xa thì sẽ phải là đi bộ, đi học từ rất sớm, bởi vì bố mẹ các em ở đây là chỉ có làm nông nghiệp thôi, thì là làm nương làm dãy, thì có nhiều em là không có bố mẹ đưa đi như các thành phố lớn, mà các em phải tự đi học, tự đi bộ những cái con đường mòn ở trên núi cao như thế này. Có những em có thể phải đi từ 5 giờ mang theo cơm nắm cho vào túi bóng và buổi trưa ăn cơm ở tại trường. Đối với các bé đi tìm con chữ đã khó rồi, vậy thì đối với các cô là những người đi gieo con chữ thì như thế nào? Thực sự thì có lẽ là lát nữa anh Hồ và mọi người trải nghiệm hỏi trực tiếp cô giáo sẽ rõ hơn. Thế nhưng mà em cũng đi nhiều, em cũng cảm nhận được rằng có lẽ là không chỉ đơn thuần là tình yêu với nghề, mà tình yêu dành cho các em bé học sinh nữa, thì mới có thể mạnh mẽ vượt qua những cái khó khăn về địa hình, khó khăn về rất nhiều thứ, thiếu thốn về rất là nhiều thứ, về vật chất, về thậm chí là điện này rồi nước, những cái nhu cầu sinh hoạt hàng ngày nữa. Vì đặc biệt là đối với những giáo viên nữ thì khi sống sống và làm việc ở những địa bàn vùng cao như thế thì sẽ phải mạnh mẽ rất là nhiều. Đôi khi là cái tiền lương cũng chỉ là hỗ trợ phần nào thôi, chứ còn để mà nói về những khó khăn thì vô vàn lắm. Các bé ở đây có được ăn ngủ ở tại lớp hay không? Hay là các bé chỉ đi học một buổi rồi các bé đi về? Ở những điểm trường thế này thì sẽ gần hơn nhà các em, thì các bé sẽ sáng đi chiều về thôi anh ạ, chứ không ngủ tại lớp. Buổi trưa thì cũng có ngủ tại lớp. Thế nên là vì cái điều kiện cũng còn khó khăn, thế nên là nhà trường cũng, khi em khảo sát thì nhà trường cũng xin là cả chăn ấm và cả đệm để các em buổi trưa ngủ tại lớp thì sẽ được ấm áp hơn, bởi vì là các em hiện nay là cũng thiếu chăn, thì buổi trưa ngủ ở lớp thì vẫn còn lạnh. Mặc dù là Bùi Hồ với lại bạn Phan Quế cũng như là anh Thành cũng như là các anh ở đây đã có lên kế hoạch trước là khoảng gần nửa tháng rồi, tuy nhiên thì nó sẽ không đáp ứng đầy đủ hết những cái nhu cầu của các bé ở đây cũng như là cô giáo ở đây. Thì ngày hôm nay thì có bạn Phan Quế chuẩn bị sẵn cho Bùi Hồ hết. Thành thử là rất là cảm ơn, thay mặt quý mạnh thường quân cảm ơn bạn cùng ông xã của bạn là anh Dược. Chúc bạn và ông xã luôn có sức khỏe dồi dào, thành công trong công tác. Và trước khi kết thúc clip thì bạn Phan Quế thôi, thì Bùi Hồ đó cũng được, nhưng mà bạn Phan Quế có thể chia sẻ được rằng là ở đây bao nhiêu bạn học sinh nè, rồi ngày hôm nay mình sẽ phát huy những gì ha? Vâng, đầu tiên em cũng rất là cảm ơn anh Bùi Hồ và các mạnh thường quân qua kênh của anh đã dành rất là nhiều tình cảm, sự quan tâm để gửi đến các em học sinh ở điểm, đây gọi là điểm trường Cần Thôn, thuộc trường Tiểu học Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Ở đây thì có 58 học sinh tiểu học của 5 lớp. Thì các em buổi trưa sẽ ngủ tại lớp, nên là do thiếu thốn nên là các em đã xin anh Hồ và các mạnh thường quân là chăn ấm và đệm. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ trao cho các em mỗi bé một áo ấm, một mũ và 2 đôi tất, và anh cũng có tặng cả tách nước nữa. Thì lát nữa thì chúng ta sẽ trao cho các em. Thông tin là bạn Phan Quế chuẩn bị rất là chu đáo từ việc liên hệ với phụ huynh đấy, nhà trường liên hệ với phụ huynh để vận chuyển những cái tét nước lên mà đoạn đường rất là nhỏ, phải nói đi lên mà cái cảm giác ở đằng sau là chỉ la cho nó quên cái cảm giác sợ thôi. Và ngày hôm nay được kết nối với bạn Phan Quế cũng như là các anh ở ngay tại Cao Bằng này, là một người miền Nam ra đây cảm thấy rất là ấm áp mặc dù dưới thời tiết là khoảng 17 độ như thế này. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và tí xíu nữa đây thì Bùi Hồ cũng như các anh ở bên phòng cơ động cũng như là Phan Quế sở thông tin rồi sẽ hỗ trợ phát quà cho các bé, và đó là một cái thông điệp rất là ý nghĩa. Rất mong sau những đoạn phát quà như thế này có nhiều đoàn và nhiều cô chú anh chị cùng lên đây để mà phát quà hỗ trợ cho các bé, để các bé một phần nào đi đến trường á, tìm con chữ nó đỡ vất vả và đỡ khó khăn hơn. Và cảm giác đi thôi đó, cảm giác đã sợ rồi mà đến đây vừa sợ vừa lạnh, mà tự nhiên gặp các bé tự nhiên quên hết, ấm áp lại. Cảm ơn bạn rất là nhiều ha. Em cũng mong là sau chương trình này sẽ còn có nhiều mạnh thường quân, và đặc biệt anh sẽ còn dành nhiều tình cảm quan tâm hơn nữa, bởi vì Cao Bằng còn rất là khó khăn. Mặc dù là khó khăn về vật chất thôi, nhưng mà con người tình cảm, con người Cao Bằng rất là nồng nhiệt và mến khách. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn bạn rất là nhiều ha. Ngày hôm nay thì mang đến những cái chiếc áo ấm đến đây, cũng thay mặt cho quý mạnh thường quân, Bùi Hồ cảm nhận rất rõ về cái nhiệt độ lạnh ở thời tiết ngay tại Cao Bằng, ở một cái vùng cao ở xã Lương Thông, huyện Hà Quảng của tỉnh Cao Bằng. Cô bác anh chị thấy các bé ở đây rất là ngoan ha, rất là ngoan. Và ngoài cái chiếc áo ấm ra thì chúng ta cảm thấy các bé cảm nhận rất rõ cái đồ lạnh khi đi đến trường học để mà tìm các con chữ như thế này. Và Bùi Hồ cũng thay mặt quý mạnh thường quân đó, cũng mang cho các bé những cái chiếc tất này, những cái mũ và thậm chí là những cái áo mưa, để khi đến có những cái mùa mưa bất chợt á, các bé có thể mặc vào cho đỡ ấm. Chú chào các con ha. Đây là các bàn học của các bé cô bác anh chị, và dưới cái bàn học này các bé đều để sách vở ở đây tại đây hết, tại vì cái đoạn đường đi khó khăn sợ trơn trượt thì đem sách vở về nó sẽ không an toàn, nên mỗi khi mà kết thúc cái buổi học á thì các bé luôn để sách vở ngay tại chỗ này nè. Ở đây là cái bàn giáo viên nè ha. Chú chào con nha. Con tên gì? Con tên Hồng. Con tên Hồng, con bao nhiêu tuổi rồi? Con 9 tuổi. Con học lớp mấy? Lớp 3. Lớp 3, cô của con tên gì? Cô Bảo. Cô Bảo ha, nhà con gần đây không? Không. Con đi bộ học hay là ba mẹ đưa? Đi học. Con đi lội bộ học hả? Chú hỏi con mấy câu con cứ nói nhá. Thế con đi học hàng ngày là con dậy từ mấy giờ nào? Con dậy từ 5 giờ. Con phải lội bộ mấy tiếng đến đây? Con đi bộ bao nhiêu lâu thì đến lớp? Con cũng không biết. Thế có kịp đi học không? Kịp vào lớp không? 5 giờ dậy. Thế thì ăn chuẩn bị cơm cho con. Bà chuẩn bị cơm. Thế là buổi sáng đi học 5 giờ dậy này, mang bà nấu cơm cho đúng không? Nắm cơm cho, mang cơm đến trường để buổi trưa ăn đúng không? Thế thường thường buổi trưa con ăn cơm với cái gì nhiều? Có cái gì nhiều? Con ăn cơm với thịt. À, có thịt à? Hôm nào có thịt hay là thỉnh thoảng có thôi? Thỉnh thoảng có. Thỉnh thoảng có thôi. Nhưng mà con thường ăn cơm với gì nhất? Con thường ăn cơm với cái gì nhất nào? Con thường ăn cơm với thịt. Cũng bé rất là dễ thương ha, rất là ngoan luôn. Thế nhà con có mấy chị em? Nhà con có một này. Thế buổi sáng có ai đưa, những hôm trời mưa hay thì có ai đưa đi học không, hay phải tự đi? Không, tự đi. Và con đã lớp mấy rồi? Lớp 3. Con tên là gì? Con tên Hồng. Tên là gì? Tên Hồng. Tên Hồng. Tên Hồng. Cái họ tên là gì Hồng? Họ tên là Sao Thị Hồng. À, Sao Thị Hồng. Các bé ở đây là đa số là người dân tộc hết hay sao? Dân tộc Dao. À, dân tộc Dao hết rồi.